đã hỗ trợ hơn 29.400 tỷ đồng cho người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến hết ngày 6 tháng 12, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã giải quyết hưởng, hỗ trợ cho 12.454.842 lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm Thất nghiệp. Trong số này đã hỗ trợ cho người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11.514.794 lao động và đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 940.048 lao động. Tổng số tiền hỗ trợ là 29.464 tỷ đồng. Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với người lao động, NLD đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu nhận hỗ trợ sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện để nhận gói hỗ trợ. Hạn cuối tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của người lao động thuộc nhóm này là đến hết ngày 20 tháng 12. Thời gian cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất vào ngày 31 tháng 12. Ngoài ra, sau ngày 30 tháng 11, trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ, người lao động sẽ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp để được nhận hỗ trợ. Liên quan đến việc triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 832 đơn vị với 158.835 lao động tạm dừng đóng quỹ, hưu trí và tự tuất với số tiền hơn 1.104,8 tỷ đồng tại 57 tỉnh, thành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xác nhận danh sách cho 2.772.958 lao động của 68.758 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách tại 63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, 34.951 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 228 đơn vị. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!